Cùng với nhiều địa phương trong cả nước thì chiều tối nay Cảng hàng không Vinh đã đón hai chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh về và ngược lại. Và như vậy là đây là những chuyến bay thương mại nội địa đầu tiên vận chuyển hành khách về Nghệ An kể từ ngày 8 tháng 7 đến nay, ghi nhanh của phóng viên thời sự. Vâng, theo quy định tạm thời của Bộ Giao thông Vận tải, tại Cảng hàng không Vinh thì mỗi ngày được khai thác cái tần suất một chuyến chặng thành phố Hồ Chí Minh Vinh. Sở dĩ chiều và tối hôm nay có hai chuyến là bởi vì trong cái chuyến bay của ngày hôm qua thì do điều kiện thời tiết xấu cho nên là phải hoãn lại, ngày hôm nay mới triển khai được. Mặc dù phải hơn 3 tháng mới mở lại đường bay thương mại vận tải khách, nhưng trên hai chuyến bay, lượng hành khách đi vẫn chưa nhiều. Cả hai chuyến bay, một chuyến hạ cánh lúc 17 giờ 30 phút, một chuyến lúc 19 giờ 30 phút, lượng hành khách ở chiều đến chỉ đạt tương đương một nửa so với công suất được khai thác. Trong khi đó, ở chiều đi chỉ có hơn 20 hành khách. Thời điểm này, cái số chỗ trên máy bay chỉ khai thác 50%, và theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải để đảm bảo như khoảng cách khách hàng trên máy bay cũng thế. Nên từ lúc khách đến vào làm một tục và đến lên máy bay thì cái công tác mà thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch là thực hiện rất tốt. Theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải thì hành khách tham gia bay phải đảm bảo đủ các điều kiện như phải tiêm đủ 2 mũi, trong đó mũi 2 phải trên 14 ngày, có xét nghiệm PCR hoặc test nhanh trong vòng 72 giờ. Nhưng các cấp các ngành của Nghệ An, đặc biệt là ngành giao thông và y tế, cũng đã triển khai các giải pháp kiểm soát, giám sát chặt chẽ nhằm ngăn chặn những nguy cơ phát sinh về lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Mặc dù đã những hành khách này đã đảm bảo các quy trình để lên máy bay về đấy, nhưng về đấy thì kiểm dịch viên chúng tôi là cũng phải kiểm tra sàng lọc lại tránh những yếu tố nguy cơ bỏ sót. Sau quá trình hành khách đấy thì chúng tôi tiến hành phun khử khuẩn tàu bay, hành lý, nhà ga để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Việc khôi phục các đường bay kết nối giữa các tỉnh trong điều kiện hiện nay là rất cần thiết để từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương, dần đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường. Dự kiến việc khai thác các chuyến bay được thực hiện thí điểm từ ngày 10 tháng 10 đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2021. Sau đó, Bộ và các địa phương sẽ có tổng kết, đánh giá để đưa ra phương án phù hợp tiếp theo. Trong 10 ngày này, thì theo quy định Bộ Giao thông Vận tải, thì ở Vinh một ngày được một chuyến bay. Bây giờ chạm tạm thời khai thác đường Vinh Sài Gòn cái đã. Rồi sau đó, nếu mà ổn, đây là có thời gian thử nghiệm. Thì sau đó qua thời gian thử nghiệm này thì các địa phương cũng như là cảng không quốc tế Vinh đấy sẽ có những cái rút kinh nghiệm và tùy theo cái năng lực cũng như là cái nhu cầu đi lại của khách thực tế thế nào thì chắc là sẽ có những cái điều chỉnh phù hợp. Theo quy định, cùng với thực hiện 5K, hành khách sau khi về địa phương phải chủ động khai báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú, tự theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú, lưu trú ít nhất 7 ngày. Địa phương nơi hành khách cư trú, lưu trú tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ hai kể từ khi hành khách về từ vùng dịch.